bây giờ cô tôi gửi con mua cô đưa cho quý rồi gửi tiền trả lại thì bố cái đây bước ra đây cho tí sợ cô không rảnh lắm. Thì cô gửi cho ông quý là gửi. Trời em từ mai đã đến đi làm rồi. Dạ hả? Ừ. Bà nói mà mỗi ngày bà đến đi làm một ngày rồi. Vậy đó hả? Cái chung là em ở nhà cũng công việc cũng mấy họ kia lúc chờ. Chị cứ mua đi rảnh em đến đây chơi mấy cháu.